Bùi Lan Hương bật khóc, tiết lộ niềm hạnh phúc sau nhiều năm đi hát. Nhìn lại những dấu ấn trong sự nghiệp, chủ nhân bản hit Ngày Chưa Giông Bão đã có những chia sẻ về nghề xúc động. Mới đây, Bùi Lan Hương đã có những trải lòng về nghề trên sân khấu Taxi of the Show. Cô cho biết niềm hạnh phúc nhất của cô kể từ khi đi hát là được thể hiện những ca khúc dòng nhạc Dream Pop cô yêu thích. Sau lời bộc bạch, chủ nhân bản hit Ngày Chưa Giông Bão đã mang đến loạt ca khúc như Vivu, Hoa Cúc Xanh cùng các bản nhạc trịnh đầy da diết như Mưa Hồng, Em Hãy Ngủ Đi. Bùi Lan Hương bộc lộ tâm trạng nhẹ nhàng, sâu lắng hiếm thấy trong ca khúc pop ballad Ngày Mai Sẽ Thành Ký Ức. Do cô chắp bút và tiếp đến là phần nhạc phim trải dài qua các bài hát Đóa Bạch Trà, Ngày Chưa Giông Bão, Tình Yêu Màu Nắng. Bùi Lan Hương thể hiện chính mình trong những bản phối mới cho hit cũ, cũng là cách thử nghiệm sự yêu thích của khán giả cho những phiên bản này. Cũng trong chương trình, khán giả có chút bất ngờ khi thấy Bùi Lan Hương xúc động, bật khóc lúc đang trình diễn. Đó là sự giao cảm về tâm hồn của người nghệ sĩ với khán giả sau khi hát hơn 15 ca khúc, là những bản nhạc in đậm dấu ấn cá nhân của nữ ca sĩ trong suốt sự nghiệp của mình. Sắp tới, Bùi Lan Hương sẽ ra mắt album Vol 2 mang tên Nữ Thần Mặt Trăng. Nữ ca sĩ dự kiến tổ chức live show đầu tiên trong sự nghiệp vào thời điểm cuối năm. Đây là kế hoạch mà Bùi Lan Hương luôn ấp ủ và mong muốn được đem tới cho khán giả sau thời gian dài im ắng.